Đây là cái đàn dê mình mới mua về các bạn. Dê mới có, dê cũ có. Khi mua về thì tình trạng ho sổ mũi rất là nhiều và nó lây lan ra cả đàn. Nên là cái việc mà chúng ta dùng thuốc, chúng ta điều trị nó rất là quan trọng để tránh lây lan, hạn chế cái hao hụt do bệnh gây ra. Thì trong đó có cái công tác là khử trùng chuồng trại các bạn, nó rất là quan trọng. Tại vì những cái loại vi khuẩn mà liên quan đến đường phổi á, thì những loại này là nó gọi là mycoplasma, thì nó rất là nhỏ và nó di chuyển được trong không khí. Khi con dê này nó ho thì nó sẽ phát tán ra cái mầm bệnh và con dê khác nó hít vào, nó bị lây nhiễm từ cái mầm bệnh đó nha các bạn. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là phun khử trùng bằng cái dụng cụ là phun khói đó các bạn. Dụng cụ phun khói mà mình có chia sẻ một số video trước đây. Thì đây các bạn, đây là cái bộ dụng cụ phun khói này. Cái này thì bữa nào mình sẽ review cho các bạn cái cách các bạn làm ha. Bạn nào siêng thì thích sáng tạo, thích sáng chế thì cứ làm ha. Mình sẽ hướng dẫn cái quy trình cho làm, cái nguyên lý hoạt động của nó. Còn cái này là cái chai thuốc sát trùng các bạn, cái chai thuốc sát trùng mình đã pha vào trong cái bình này rồi. Đó. Thì đỡ mà cái này nó hoạt động thì rất là dễ các bạn. Các bạn xẻ cái núm ghe này ra. Đó. Sau đó các bạn dùng bật lửa, các bạn bật lên cho nó cháy cái chỗ này. Và các bạn đỡ khoảng 3 đến 5 phút. Cái này là nhiều bạn mua cái này về không biết xài là các bạn phải đốt cho nó nắm cái này đã. Đó, nắm cái phần ống đồng đây này, nó nắm rồi là mình bơm cái này, mình nhấp nhẹ nhẹ nhẹ, khi nào có khói nó ra thì mình mới xịt. Cái nhiều bạn về mới cái bật ga lên rồi nhấn xịt nó là nó không có cái xì khói được. Tại vì cái này nó càng nóng thì nó mới càng phun khói mạnh nha. Và bây giờ mình sẽ phun cái chuồng của mình đó. Mình có thể phun một ngày hai lần như vậy, tại vì mầm bệnh của con vật nuôi nó ho, nó phát tán ra nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ phun cho các bạn xem luôn nha. Đó, thì bây giờ là mình đang đốt cái đầu, nó đang cháy lửa nha các bạn. Bắt đầu là nó phun khói ra rồi nè. Mình đốt cho nó tự động nó phun ra nè. Đó, khi đó là nó đã nóng. Đó, nó nóng là mình chờ một chút nữa không. Nó càng nóng thì nó sẽ phun càng mạnh nha các bạn. Đây các bạn xem nè. Chờ nó cái lửa nó nóng lên. Chứ các bạn phun liền là nó không có ra khói đâu. Nó ra nóng nè. Đó, nó tự phun ra các bạn thấy không? Mình chờ nó phun mạnh. Mình chờ nó cháy một đậu nó nóng nha các bạn. Nó bắt đầu nó phun khói nhiều nè. Nó càng lúc nó càng nhiều. Đấy. Mình có thể là mình sẽ nhấp nhẹ cho nó ra khói nhiều các bạn. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu mình phun cái chuồng. Mình đứng một chỗ như thế này mình sẽ phun cái chuồng nó rất là nhanh. Ở trong này nó có cái thuốc diệt khuẩn rồi. Mình sẽ phun các bạn. Cái này các bạn khi mà dê nó bị dịch này, dịch cho các bạn như là tụ huyết trùng, cả lông mồm lỡ móng hoặc là đầu dê thì hoặc là viêm phổi cấp tính thì các bạn có thể sử dụng cái dụng cụ này để mà các bạn phun nó rất là nhanh. Mình đứng một chỗ mình phun thì cả cái chuồng của mình nó đã ung khói hết rồi, nó mờ khói hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ phun mạnh hơn chút nữa. Khi phun này các bạn nên là kéo các cái đóng cửa chuồng lại rồi kéo cái bạt xuống ở cho nó khói nó lùng bùng ở trong đó nó diệt khuẩn. Đây các bạn. Chờ nó càng nóng thì nó sẽ càng nhiều nha các bạn, nó sẽ phun ra càng mạnh. Nó khói đầy hết rồi.
Rồi như vậy thì mình sẽ đi các cái xung quanh chuồng mình phun luôn. Rồi như vậy là mình đã phun xong cái chuồng rồi các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái nguyên lý chế tạo cái dụng cụ này. Và cái dụng cụ này thì nó cần có cái dung dịch phun khói nữa nha các bạn. Mình chế cái dung dịch phun khói vào trong này, kết hợp với các cái thuốc sát trùng hoặc là thuốc diệt muỗi để mình đuổi muỗi hoặc là sát trùng chuồng trại nha các bạn. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.